đến với kênh YouTube Đèn Tô Công Nghệ Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi tiếp môn phát triển sản phẩm thực phẩm, là cái phần trắc nghiệm phần thứ 22 nha, là tôi sẽ trình bày về các vấn đề liên quan đến platform sản phẩm. Thì bạn nào có xem phần 21 thì cũng có nghe tôi giới thiệu về platform sản phẩm là cái gì rồi. Platform là một cái nền tảng của sản phẩm để phát triển nhiều cái loại sản phẩm mới. Ví dụ như đây, các bạn có thể sữa nè, sữa có thể đựng trong hộp Tetra Pak, rồi sữa này sữa tươi thanh trùng tiệt trùng gì đó. Ngoài ra còn có bơ và phô mai là những cái sản phẩm có chung một cái platform là platform sữa ha. Và một vấn đề nữa tôi muốn nhắc các bạn là bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm. Và khi đi thi á, thì các bạn học trong sách và slide, và những cái tôi ôn thi chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Rồi thế thì là tôi sẽ trình bày về cái lý thuyết platform sản phẩm trước. Platform sản phẩm, product platform, là một cái thuật ngữ để chỉ các đặc tính nền tảng hay là một cái cấu trúc chung của một tập hợp sản phẩm. Giống như nãy tôi lấy ví dụ cho các bạn xem đó, về cái sản phẩm sữa ha, có đạt một cái đặc tính chung của nó là sữa, nhưng mà một tập hợp sản phẩm này có thể là gồm có bơ, cũng có thể có phô mai, margarine gì đó, không có không. Margarine là bên dầu, bơ mà của margarine là bên dầu, còn bơ mà của sữa khác nha các bạn. Bơ từ sữa, phô là phô mai, nó khác, nói chung là nó các vấn đề các bạn rất là dễ bị nhầm lẫn. Tiếp theo là platform sản phẩm cũng đề cập đến một nền tảng công nghệ chung cho các sản phẩm trong platform đó. Nói chung là chung một công nghệ sản xuất ra thì nó cũng là chung một cái phân nhóm platform. Thì một cái platform sản phẩm được hình thành bởi một bộ các sản phẩm có mối liên kết với nhau. Các đặc tính nền tảng sẽ tạo ra các đặc tính chức năng, thiết kế, từ đó tạo ra đặc tính chất lượng và lợi ích cơ bản. Platform sản phẩm thường được dùng để phân nhóm sản phẩm một cách đặc trưng. Chúng còn được gọi là các phân nhóm theo nền sản phẩm nha. Phân nhóm theo nền sản phẩm. Vậy thì hiểu biết lý thuyết về platform sản phẩm nhằm cái gì? Nhằm cái câu này có thi là tôi sẽ tô cái màu vàng vàng ở đây, là cái slide này có thi nha các bạn ha. Thì các bạn sẽ đánh dấu vô cái slide của các bạn giùm tôi đi. Thì các bạn sẽ nghiên cứu thiết kế sản phẩm theo một tập hợp các đặc tính nền tảng, rồi phát triển, nói chung là dựa trên một cái nền tảng sữa đó, thì các bạn sẽ phát triển nhiều cái sản phẩm liên quan tới sữa. Thì từ sữa các bạn có thể làm phô mai, làm bơ gì đó vân vân. Tiếp theo là phát triển một tập hợp dòng sản phẩm dựa trên các đặc tính nền tảng đã có, giống như là mở rộng dòng sản phẩm đó các bạn. Ví dụ như sản phẩm ban đầu các bạn là sữa trắng đi, sau đó dựa trên cái nền sản phẩm sữa trắng thì các bạn có thể phát triển thêm các dòng sản phẩm mới như là sữa vị dâu, sữa vị sô-cô-la gì đó vân vân. Tiếp theo là hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo ý tưởng sản phẩm, và có thể là giảm chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm. Vì sao? Tại vì các bạn đã nghiên cứu sẵn cái nền sản phẩm đó rồi, thì dựa trên cái nền đó thì các bạn sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm, thì nó sẽ giảm chi phí nghiên cứu của các bạn nha. Đây, tôi có một cái hình 2 về cái sơ đồ phân nhóm theo nền sản phẩm, product platform, phân nhóm theo nền sản phẩm. Thì các bạn có thể nhìn thấy được cái này, phân khúc thị trường. Phân khúc thị trường là market segments. Thì có thể là hộ gia đình lớn, hộ gia đình nhỏ, cửa hàng bánh nướng tại chỗ và siêu thị. Thì thường thường cái này là cái công ty sản xuất bánh mì. Công ty sản xuất bánh mì thì cái phân khúc thị trường của họ sẽ là có thể là hộ gia đình nhỏ. Thì cái platform sản phẩm, product platform, cái product platform này thì nó có thể là platform bánh mì, là sản xuất các loại bánh mì khác nhau dựa trên một cái nền bánh mì. Rồi sau đó có thể là platform bột nhào đông lạnh platform bột nhào đông lạnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta nhào sẵn cho các bạn cái bột luôn, các bạn chỉ cần mang về và nướng thôi, đó là cái bột nhào đông lạnh. Ngoài ra còn có một cái platform nữa, đó là platform hỗn hợp bột trộn sẵn,
thì các bạn có thấy là bột trộn sẵn bánh tráng Doraemon hoặc là bột trộn sẵn bánh trung thu, các vấn đề là bột trộn sẵn ha. Thế thì cái lát vườn bánh mì này nó sẽ ở đâu? Bánh mì thường nó sẽ là hộ gia đình ha, hộ gia đình lớn và hộ gia đình nhỏ. Còn cái platform bột nhào đông lạnh á, thường nó sẽ bán cho cái cửa hàng nướng bánh tại chỗ. Cửa hàng nướng bánh tại chỗ có thể là các cửa hàng bán bánh nè, cửa hàng bán lẻ nè. Ngoài ra còn có các loại có lò nướng sẵn giống như là mini shop Circle K á, là cái cửa hàng nướng bánh tại chỗ. Rồi ngoài ra còn có các cái quán ăn đường phố gì đó vân vân. Bên Việt Nam mình hay có cái quán ăn đường phố, quán ăn lề đường mà có cái khả năng nướng tại chỗ, thì họ có thể sử dụng platform bột nhào đông lạnh ha, là người ta sẽ trộn bột sẵn cho các bạn thành một cái khối bột nhào luôn. Người ta có nặn thành 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 hình sẵn cho các bạn ha, các bạn chỉ cần mang về và các bạn nướng lên thì nó sẽ thành bánh mì thôi. Tiếp theo là platform hỗn hợp bột trộn sẵn. Thì bột trộn sẵn thì thường nó sẽ được bán ở siêu thị ha, bán ở siêu thị, bakery. Bakery là các cái cửa hàng làm bánh, được chưa? Đó là cái bột dựa vào cái bánh mì thôi mà chúng ta sẽ có rất nhiều loại lát phơm. Chứ như là lát phơm bánh mì, bánh mì là cái bánh mì mà người ta nướng sẵn cho các bạn, bánh mì nóng giòn gì đó là bánh mì sẵn ha, có thể bánh mì ngọt là bánh mì đẹp vân vân. Tiếp theo là lát phơm, có thể nghiên cứu thêm lát phơm bột nhào đông lạnh ha. Thì các bạn thì ở đây thì các bạn khó thấy chứ, nhưng mà nếu bạn lên các siêu thị lớn thì cái bột nhào đông lạnh này rất là phổ biến ha, nhất là bên nước ngoài, thì người ta sẽ thường hay về người ta bỏ vô lò vi sóng hay người ta hâm lại người ta ăn thôi. Các bạn có thể thấy một cái sản phẩm của chúng ta nữa là bánh tart á, bánh tart trứng á, các bạn biết bánh tart trứng không? Bánh tart trứng bây giờ tôi sẽ xem cho các bạn xem. Bánh 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 tart trứng đây. Bánh tart trứng. Đây là cái loại bánh này nè các bạn. Thì trong siêu thị á, thường thì người ta sẽ bán cái đế bánh này. Đây là bên siêu thị Nhất Hương nè. Nhất Hương là rất gần với trường của chúng ta, đó là người ta có bán cái đế bánh sẵn cho các bạn. Cái đế bánh là cái nào? Cái đế bánh là cái ở cái hình ở trên này nè các bạn thấy không? Là cái bột nhào mà người ta đã làm thành cho các bạn một cái đế bánh. Thì các bạn mua về các bạn nặn kem, nặn phô mai vô các bạn đem đi nướng lại. Đó là cái lát cơm bột nhào đông lạnh ha. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm các vấn đề khác. Rồi, tôi sẽ vô câu trắc nghiệm của chúng ta nha các bạn. Nãy giờ nói cũng hơi nhiều. Câu 8. Thì video kỳ trước là tôi đã giải về câu 7 rồi đó. Câu 7 đáp án đúng rồi, đáp án C đúng nha các bạn ha. Tiếp theo là câu 8. Dạng phân nhóm nào sau đây không phải là dạng phân nhóm theo platform sản phẩm? Thì nãy giờ tôi đã trình bày về cái phần lý thuyết rồi đó. Thì nó sẽ nằm ở trên đây nè các bạn. Ở đây, platform sản phẩm, được chưa? Là cái thuật ngữ để chỉ các đặc tính nền tảng cấu trúc chung của một tập hợp sản phẩm là cái như nào đó, thì các bạn xem lại nha. Thì các bạn sẽ đọc từng ý cho tôi. Đặc biệt là người ta hỏi là không phải, được chưa? Người ta nói là không phải là dạng phân nhóm theo platform sản phẩm. Thì cái các bạn sẽ xem. Đây, có cái nền tảng công nghệ chung nè. Nền tảng công nghệ chung, vậy thì phân phối theo nền tảng công nghệ của sản phẩm, câu này đúng. Nhưng mà người ta chọn chọn không phải mà. Tiếp theo là có thể là trạng thái của sản phẩm, có không? Trạng thái của sản phẩm có thể là các đặc tính chức năng thiết kế, từ đó tạo ra các đặc tính chất lượng của sản phẩm, có thể là trạng thái nha. Đây, các đặc tính nền tảng cấu trúc chung của một tập hợp sản phẩm cũng có thể gọi là một cái trạng thái sản phẩm. Vậy thì câu này đúng. Có thể phân khúc thị trường không? Tiếp theo ý đề là gì? Đặc điểm dinh dưỡng của sản phẩm. Có thể là đặc tính nền tảng ha, đặc tính thiết kế chất lượng, ok luôn. Rồi có thể phân theo phân khúc thị trường hay không? Platform sản phẩm.
Platform sản phẩm, phân khúc thị trường của sản phẩm không phải là phân dạng theo platform, là không có cái vấn đề phân khúc thị trường nha. Tại vì platform là thí dụ như là platform bánh mì là có thể cho hộ gia đình lớn, cho hộ gia đình nhỏ vẫn được, cho nên là chúng ta cái đáp án không phải phân nhóm theo platform sản phẩm sẽ là phân khúc thị trường của sản phẩm, được chưa? Bạn nào có thắc mắc thì có thể hỏi thêm tôi ở dưới phần bình luận nha các bạn. Thì đây là một cái phần trắc nghiệm về cái platform sản phẩm nha. Thì trong video kỳ sau tôi sẽ hẹn các bạn xem về cái vấn đề về cái chiến lược kinh doanh của sản phẩm và các cái sự doanh nghiệp thành công thất bại của sản phẩm gì đó ha. Thì tôi sẽ trình bày trong video kỳ sau, được chưa? Rồi thì trong video này là kể về cái vấn đề platform của sản phẩm. Thì bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc cho các bạn thi tốt. Bye bye.